Chào các bạn đến với kênh Cuộc Sống Hàng Ngày 75. Hôm nay mời các bạn đi bộ tham quan chợ đêm Đà Lạt và bờ hồ Xuân Hương. Hình ảnh các bạn đang xem đi từ đường Nguyễn Chí Thành hướng về cầu thang chợ đêm Đà Lạt. Chợ Đà Lạt là một trung tâm thương mại của thành phố Đà Lạt, tọa lạc trên trục đường chính là đường Nguyễn Thị Minh Khai và được xem là trung tâm của thành phố Đà Lạt. Không chỉ là một ngôi chợ với các hoạt động mua bán, chợ còn là điểm thu hút khách tham khi đến thành phố Đà Lạt. Các mốc xây dựng chợ Đà Lạt. Năm 1929, một ngôi chợ bằng cây được xây dựng, lập tên gọi là chợ cây được dựng lên tại vị trí rạp chiếu bóng 3 tháng 4 ở khu Hòa Bình hiện nay. Năm 1937, sau một trận hỏa hoạn lớn, công ty SIDC xây dựng một ngôi chợ mới mặt cạnh để thay thế chợ cây. Năm 1958, chợ Đà Lạt hiện nay được khởi công xây dựng trên một vùng đất trồng đầy trồng xà lách son do kiến trúc sư Nguyễn Thị Đức thiết kế, nhà thầu Nguyễn Linh Điển thi công, hoàn thành vào năm 1960. Về sau, kiến trúc sư Ngô Viết Thụ tham gia chỉnh trang chợ Đà Lạt, đặc biệt là việc thay đổi mặt tiền, thiết kế bổ sung cầu nổi bê tông, khu công viên trước chợ và các dãy phố lầu xung quanh chợ. Ngày 3 tháng 4 năm 1993, khởi công xây dựng khối bê chợ Đà Lạt do kiến trúc sư Lê Văn Tròn và Trần Hùng thiết kế. Công trình do Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Lạt và Ngân hàng Việt Hoa tại thành phố Hồ Chí Minh hợp tác đầu tư. Đánh đứng đợi thôi, đợi mọi người xuống đi. Hiện mình đang đứng tại bùng binh chợ Đà Lạt, phía tay trái là chợ Đà Lạt, phía tay phải là bờ hồ mình hai hướng ra bờ hồ Xuân Hương. Kim bơ này. Đây, kem bơ này. Kem bơ đó. Phải bà đó không? À biết đâu phải. Phải người khác, trên kia. Đi xe điện thì ra đi bộ hết cái đây mới đi được. Kem bơ nè, kem cuộn nó đang kem khói nè, kem bơ quá trời đó, kiểu chỉ hồng nè.
là biết. Lama Đà Nẵng đó nè. Đầy. Vô rồi mới không có gửi đồ đó hả? À? Cái quần này đợi mai nó mua bao tay. Bao tay. Bao cái tay á lạnh. Trời ơi nghe hả? Tao bay rồi. Cho cho con vô bộ vô. Mua cá màu hồng cho anh chị đeo. Đây, mình mua mua cá đeo này màu hồng. Dâu lắc này kệ. Bánh nước lòng gà này đó, sợ món này rồi. Ngon mà. Ngon cái gì dở hẹp. Ồ, làm phèm ở đây bán nhiều ta. Này chính của nó, ở có bút phê nữa kìa. Chạy đây. Quay cơ. Thank you.
hết em. Đây. Có không? Ở kia nè, em kia nè. Quả hồ nó hay nó sẽ tấp vô nó hỏi mình á. Phía bên này nó không có đâu, phim hồ. Nó đang qua đường kìa. Nó đang qua đường đó. Thấy không? Qua bờ hồ đi. Đi vòng vòng thế nào là bọn nó cũng tới hỏi mình à. Đi qua em. Thì qua bờ hồ đứng đó. Bờ hồ thì bờ hồ không có đường cho người ta đi bộ. Rồi không có đường đi luôn á. Thành phố du lịch gì thường đi bộ cho người dân là để bán hàng hết. Không cái điểm đứng gì? À, bờ hồ á. Dạ. Nè. View nhìn ra bờ hồ xuống ảo đi đấy, xuống sống ảo này.
xuống sông Mão đi. Đà Lạt mộng mơ. Em nghĩ kêu ổng tới cái góc đường mà chỗ cái gì vườn hoa nó đi ra tí xíu có cái đường đó để đứng là đợi được rồi ha. Ừ. Mấy giờ? Vườn hoa cái bùn minh gì đó. Rồi tới đó cơ, bùng binh gì luôn đi, không biết cứ gọi mà. Bùng binh hội chợ Thái Lan á, hàng Thái Lan á. Chỗ ngay chỗ hội chợ, ngay chỗ sát bên cái hồ sinh viên á. Rồi có cái bùng binh đó, dạ em tụi em đứng ngay cái góc bên kia đường. Chỗ hàng Thái Lan á, bữa dạ. Chiều đi á. Đúng rồi, em tới cái đường đó em nhắn tin cho anh. Dạ, giờ anh chạy ra đi, rồi em đang đi bộ tới đó, cũng đường tới. Thank you.
kênh đâu. Đứng bên đường luôn đi, đứng bên đây luôn. Rồi ông phải quay xuống đây, ông phải quay đây rồi, chúng tôi kẹt xe hay sao? Đứng bên đường luôn. Không phải, ông phải chạy xuống đây nè, ông quay cho ông đi vô đây kẹt xe, ông chạy chắc ông chạy đây vậy. Ừ. Chứ đứng kia ta tưởng mình đứng đường. Rồi chụp hình hôm nay. Rồi chụp hình luôn.